những chính sách mới về ô tô chưa từng có tại Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, hàng loạt chính sách thuế, phí, kiểm định, luật giao thông có hiệu lực, ảnh hưởng đến giá xe cũng như hành vi của tài xế. Dưới đây là những quy định nổi bật về ô tô có hiệu lực từ năm 2018 tài xế Việt nên biết. Đầu tiên là thuế nhập khẩu từ ASEAN về 0%. Theo cam kết trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, những xe có tỷ lệ nội địa hóa từ 40% trở lên sẽ được hưởng mức thuế nhập khẩu 0%. Từ năm 2018, Việt Nam nhập ô tô từ Thái Lan, Indo, Malaysia với thuế 0%, giảm sâu ở mức thuế ở 2017 là 30%. Xe hơi muốn được giảm giá như vậy phải đáp ứng đủ hai tiêu chí: sản xuất bởi một nước ASEAN và tỷ lệ nội địa hóa nội khối là 40%. Xe nhập từ ASEAN nhưng tỷ lệ nội khối thấp hơn 40% hoặc xe nhập từ một nước ngoài ASEAN như Hàn Quốc, Nhật hay châu Âu cũng không được hưởng ưu đãi này. Tiếp theo là thuế nhập khẩu linh kiện về 0%. Theo Nghị định số 125/2017, các hãng xe lắp ráp trong nước sẽ được hưởng mức thuế nhập khẩu linh kiện là 0% nếu đạt được sản lượng quy định, áp dụng cho xe con dưới 9 chỗ. Nghị định này áp dụng cho khoảng 30 bộ linh kiện chính, mã hải quan từ 984911 đến 984940. Trong giai đoạn 1, tức nửa đầu năm 2018, các hãng xe sản xuất xe con dưới 9 chỗ, động cơ 2.5 trở xuống, muốn được ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện 0%, phải đảm bảo hai điều kiện sản lượng chung từ 8.000 xe trở lên và một mẫu xe cam kết phải từ 3.000 xe trở lên. Người ngồi ghế sau ô tô không thắt dây an toàn bị phạt tiền. Nghị định 46 năm 2016 về quy định xử phạt vi phạm giao thông viết phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy. Điểm mới của nghị định này so với nghị định 171/2013 trước đó là mọi vị trí đều phải thắt dây an toàn, trong khi quy định cũ chỉ bắt buộc điều này với tài xế và khách ngồi ghế trước. Quy định mới được đánh giá là chặt chẽ và cần thiết hơn so với trước đây, giúp hình thành thói quen thắt dây an toàn, ý thức vốn còn thiếu ở Việt Nam. Ô tô nhập khẩu khó về Việt Nam vì thiếu giấy tờ. Nghị định 116/2017 quy định doanh nghiệp muốn nhập ô tô về nước phải có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại do tổ chức nước ngoài cấp. Hầu hết các doanh nghiệp liên doanh cho rằng nước ngoài không cấp loại giấy này cho xe nhập khẩu, chỉ cấp cho xe nội địa, vì vậy hãng sẽ không thể nhập xe. VAMA đã 4 lần gửi kiến nghị lên Thủ tướng để có những điều chỉnh giúp hàng dễ dàng nhập khẩu ô tô, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có gì thay đổi. Nhiều hãng như Toyota, Honda, Ford cho biết xe chỉ có thể bán đến Tết âm, sau đó chưa biết có xe hay không. Tăng thuế nhập khẩu ô tô cũ. Theo Nghị định 125/2017 của Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2017, mức thuế tuyệt đối áp dụng cho xe có dung tích động cơ không quá 1 lít và thuế hỗn hợp cho xe trên 1 lít. Ở cách tính cũ, xe được chia thành 4 loại theo dung tích động cơ với các mức thuế khác nhau. Trong cách tính mới, xe chỉ chia làm 2 loại động cơ từ 1 lít trở xuống và trên 1 lít. Xe từ 1 lít trở xuống thì chịu thuế tuyệt đối 10.000 đô, trong khi xe trên 1 lít áp dụng luôn mức thuế tổng hợp. Ở phân khúc xe dưới 1 lít, chủ yếu với các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, giá ô tô cũ nhập lướt tăng gấp đôi so với hiện tại. Với các xe lắp động cơ lớn hơn, mức thuế nhập khẩu có độ thêm hàng chục hàng trăm nghìn đô, tùy thuộc vào dung tích động cơ và giá trị của chiếc xe. Ô tô nhỏ phải dán nhãn năng lượng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, ô tô từ 7 chỗ đến 9 chỗ được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới, xe nhập khẩu chưa sử dụng, được dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường. Thông tư này không bắt buộc áp dụng với các trường hợp sau: xe được sản xuất, lắp ráp nhập khẩu sử dụng trực tiếp vào mục đích quốc phòng an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, xe nhập tái xuất, xe quá cảnh, chuyển khẩu, xe của ngoại giao, lãnh sự, xe nhập khẩu đơn chiếc và không vì mục đích kinh doanh, xe nhập khẩu theo quy định riêng của Thủ tướng, xe sử dụng nhiên liệu không phải là xăng, diesel, khí dầu mỏ hóa lỏng và khí tự nhiên. Xe dưới chuẩn khí thải Euro 4 không được đăng kiểm. Theo công văn 436/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, mô tô lắp ráp và nhập khẩu mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Cơ quan chức năng sẽ không làm thủ tục đăng kiểm cho xe không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Ô tô đã được Bộ Giao thông Vận tải chứng nhận thỏa mãn quy định về khí thải mới được thực hiện các thủ tục liên quan. Trước đó, các doanh nghiệp phải có kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô, đảm bảo việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31 tháng 12 năm 2017. Sau thời điểm này, nếu không hoàn thành, phải tái xuất hoặc nhập khẩu. Cuối cùng đó là ô tô hết niên hạn bị thu hồi. Theo quyết định 16/2015 của Thủ tướng về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, các loại ô tô xe máy hết hạn sử dụng sẽ bị thu hồi vào tháng 1 năm 2018. Theo đó, nhà sản xuất có trách nhiệm tổ chức thu hồi, tiếp nhận sản phẩm thải bỏ do doanh nghiệp đã bán ra thị trường Việt Nam và được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ. Các nhà sản xuất có thể liên kết để cùng thực hiện thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Người tiêu dùng được lựa chọn các hình thức như tự chuyển hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thu gom để vận chuyển đến điểm thu hồi và được hưởng quyền lợi theo chính sách của nhà sản xuất. Điểm mặt những chiếc ô tô cũ tốt nhất của Kia. Dưới đây là những chiếc ô tô cũ được nhiều người đánh giá là giá rẻ và tốt nhất của Kia, gợi ý cho những ai đang muốn mua ô tô cũ. Kia Rio 2014. Chiếc ô tô cũ Kia Rio Sedan 2014 có không gian cabin rộng rãi, thiết kế thời trang dẫn chất thể thao, cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là giá cả cạnh tranh. Kia Rio phù hợp để sử dụng trong những thành phố lớn với không gian để xe nhỏ và chỗ đỗ xe giới hạn. Ngoài ra, xe cũng phù hợp với những chuyến đi dài nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng khi di chuyển trên đường trường. So sánh với các mẫu xe khác cùng phân khúc, Rio Sedan 2014 nổi bật với thiết kế ngoại thất hiện đại và hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Rio 2014 có kích thước tổng thể dài, rộng và cao tương ứng 4.365 x 1.720 x 1.455 mm, chiều dài cơ sở của xe là 2.570 mm. Kia Rio 2014 được trang bị đèn pha halogen tích hợp giải đèn LED chạy ban ngày, lưới tản nhiệt miệng hùm mạnh mẽ phía trước giúp mẫu sedan này khỏe khoắn và bề thế. Kia Rio 2014 được trang bị động cơ Gamma 1.4 lít với công suất cực đại 107 mã lực tại 6.300 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 135 nm tại 4.200 vòng trên phút, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 4 cấp giúp xe vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Kia Morning đời 2009-2012. Người dùng có thể cảm nhận tính thân thiện của chiếc xe ô tô cũ này bởi kích thước nhỏ nhắn và những đường nét thiết kế đơn giản. Kích thước tổng thể của Morning là khoảng 3.495 dài, 1.595 rộng, 1.480 mm, với chiều dài cơ sở là 2.370 mm. Tuy là một chiếc xe nhỏ, nhưng do thân xe được định hình bởi phong cách góc cạnh, vuông vắn và các panel thân xe phẳng nên trông chiếc xe có vẻ lớn hơn. Thân xe cũng rất đơn giản, các khoang bánh xe chìm trong thân xe cùng vài đường gân và nẹp tăng cảm giác cứng cáp cho thân xe. Đặc biệt, mẫu xe này còn có những ưu điểm vượt trội như có nhiều phiên bản đa dạng, nhiều lựa chọn phù hợp với giá tiền, dễ thanh khoản để lên đời, kiểu dáng trẻ trung nhiều tiện nghi, không đối thủ cùng phân khúc với tầm giá, ít hỏng vặt, phụ tùng linh kiện dễ thay thế với giá cả hợp lý. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7 đến 7,5 lít trên 100 km đường trường và khoảng 9 lít trên 100 km nội thành. Kia Forte 2011. Chiếc ô tô cũ Kia Forte đời 2011 sở hữu phong cách đơn giản, thanh lịch, tinh tế. Forte có rất nhiều tính năng ưu việt của xe ô tô đắt, nhưng nó vẫn là một trong những dòng sedan nhỏ ít tốn kém nhất. Vẫn là những đường nét tinh tế, sắc sảo và hiện đại không lẫn vào đâu của Forte. Về cơ bản, mẫu xe này mang vẻ ngoài hiện đại và âu hơn rất nhiều so với đàn anh Spectra đã từng được lắp ráp tại Việt Nam. Đầu xe của Forte trông khá giống với chiếc Honda Civic tại thị trường Mỹ và phần đuôi làm người ta liên tưởng tới chiếc xe cao cấp PS250 của Lexus. Xét một cách tổng quan, Forte trông khá thể thao và cân đối, đặc biệt là khi ngắm từ góc chiếu phía trước hoặc phía sau. Kia Forte 2011
Có thể nói hiếm thấy một chiếc xe gia đình nào có nhiều đột phá như Kia Carens. Mặc dù thực tế nó chỉ được coi là chiếc xe 5 cộng 2 vì băng ghế cuối nhỏ chỉ thích hợp cho trẻ em. Xe sử dụng các động cơ 1.6 lít và 2.0 lít với mức giá bán của bản số sàn và số tự động chỉ chênh nhau khoảng 25 triệu. Được biết, một chiếc xe mới có giá khoảng 600 triệu đồng. Khoang xe tuy nhỏ hơn Innova nhưng đủ cho một gia đình nhỏ đi chơi xa với hành lý. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu cũng khá tinh tế, chi phí bảo trì và sửa chữa cũng không đáng ngại. Hơn nữa, dòng xe này lắp ráp trong nước luôn có sẵn phụ tùng, cũng như rất nhiều nguồn cung cấp từ bên ngoài, và những hư hỏng chủ yếu chỉ liên quan đến những bộ phận lặt vặt như gạt nước, dây cu loa,